Hôm nay Tương sẽ hướng dẫn cho hai bé 7 tuổi mới học bơi lần đầu tiên tập bơi giỏi như rái cá. Sẵn đây Tương kêu gọi các bạn mua áo rái cá trên website mamentune.com để ủng hộ Tương gây quỹ bảo vệ rái cá luôn nha. Rồi hai bé tập khởi động nhớ cho Tune nha. Nâng chân lên, hít hơi vô bằng miệng. Bước đi 5 bước, 1, 2, 3, 4, 5. Hạ chân xuống, thở nhẹ ra bằng mũi nha. Đó là bài tập đầu tiên cho hai em mau biết bơi. Nhớ. Rồi tập đi nào. Làm đều cùng bạn. Đúng rồi. 1. Đúng rồi, giữ thẳng hai chân đi mấy em. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đặt chân xuống, thở nhẹ ra bằng mũi. Rồi nâng chân lên, hít hơi vào bằng miệng. 1, 2, 3, 4, 5. Đặt chân xuống, thở nhẹ ra bằng mũi nha. Nhớ bài tập này rồi ha. Bài tập khởi động của người cá thứ hai là khởi động xoay cổ tay cổ chân. Mỗi lần mình hít hơi vô bằng miệng là mình xoay cổ tay cổ chân xong. Xong rồi mình thở ra. Xong rồi mình đổi qua chân tay khác. Rồi mình xoay, rồi mình hít hơi vô bằng miệng tiếp. Đúng rồi, hít vô bằng miệng xong rồi mình phải ngậm miệng lại nha. Đừng hả miệng ra nha. Hít hơi vô miệng rồi ngậm miệng lại. Rồi xoay cổ tay cổ chân, thở ra bằng mũi. Rồi mới đổi. Rồi thở ra bằng mũi, đổi qua chân tay khác. Rồi mấy em nhớ bài tập khởi động thứ hai của mấy em là vậy nha. Rồi bây giờ anh sẽ kiểm tra khả năng thở nước của bạn Ngân và bạn Linh nha. Mấy bạn hít hơi vô bằng miệng, úp mặt xuống, thả lỏng chân ra, hai chân duỗi thẳng, khép sát hai chân lại, rồi đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Xong rồi ngẩng mặt lên, hít hơi vô bằng miệng tiếp. Rồi úp mặt xuống, nín thở lại, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Đúng rồi, bây giờ anh kiểm tra nè. Anh kiểm tra bạn Ngân trước nè. Rồi bạn Ngân làm đúng nha. Động tác thở nước của người cá cho Tiêu nha. Hít hơi vô bằng miệng, úp mặt xuống, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên, hít hơi vô bằng miệng tiếp. Rồi làm tiếp nha. Làm như vậy đúng 5 lần cho anh. Một lần rồi đó, đúng rồi đó. Cái mặt của bạn Ngân hơi bị nâng cao quá nha. Cái mặt đừng có nâng cao như vậy. Hả miệng ra nè, hít hơi vô bằng miệng nè, rồi úp mặt xuống. Đúng rồi, bạn Ngân kỳ này sửa cái mặt rất là đẹp, rất là đúng rồi đó. Rồi, lần thứ 3 rồi đó, hít hơi vô bằng miệng, rồi úp mặt xuống. Duỗi thẳng chân ra, khép sát hai chân lại chứ mấy em. Đúng rồi. Hít hơi vô. Rồi nổi cái người lên. Bạn Ngân chưa nổi người lên được. Đúng rồi. Rồi bạn Ngân làm tốt lắm. Nhưng mà anh sẽ khuyến khích bạn Ngân, khi mà mình hít hơi vô bằng miệng là cái phần chân của mình nó sẽ nổi lên ha. Thì lúc đó là mình đang nín thở. Nếu mà mình hít hơi mà mình nín thở thì cái người mình nó sẽ nổi lên. Mà anh thấy cái người của em chưa nổi là chưa có được đẹp lắm. Mình ráng mình hít hơi vô làm sao mà cho cái người mình nó nổi lên cái phần mông với phần chân của mình, khép sát hai chân lại. Là lúc đó mình đang nổi là mình đếm 1, 2, 3 xong rồi mình thở ra bằng mũi. Mình ngẩng mặt lên, hít hơi vào lại tiếp. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi ngẩng mặt lên, thở. Đúng không? Lúc mà mình đang nín thở, mình đếm 1, 2, 3 là cái mông của mình và cái chân mình phải nổi. Mấy em làm được như vậy thì nó sẽ rất là tốt. Rồi bây giờ anh kiểm tra tới bạn Linh nè. Bạn Linh có vẻ tốt nè. Anh thấy mỗi lần bạn hít vô cái người bạn nổi lên nè. Như vậy là rất là giỏi đó. Rồi bắt đầu anh kiểm tra nha. Bạn Linh làm cho anh 5 lần hít thở nước nha. 1 lần đúng. 2 lần đúng. 3 lần đúng. 4 lần đúng. 5 lần đúng. Rồi, cả hai ba em đều thở nước rất là tốt. Chào các em, ở bài tập khởi động tiếp theo này là Tiôn sẽ hướng dẫn các em phối hợp chân và thở nha. Mẹ ơi,
hít hơi vô bằng miệng xong ngậm miệng lại, rồi làm động tác chân, gập chân lại, rồi đưa gót chân qua hai bên, đạp nước ra hình chữ V, khép sát chân về, rồi thở ra bằng mũi. Rồi, đúng rồi, hít hơi vô bằng miệng tiếp, nổi người lên, rồi gập chân lại, đưa gót chân qua hai bên, đạp nước ra hình chữ V, khép sát chân về, thở ra bằng mũi. Rồi anh sẽ nói để mấy em có sự liên kết giữa cái bài tập với nhau là như thế này. Thì hồi nãy lúc mà em nín thở 1, 2, 3 đó, là cái động tác chân của em á, gập chân lại là 1 đúng không? Đưa gót chân qua hai bên là 2 đúng không? Đạp nước ra hình chữ V là 3 đúng không? Rồi bắt đầu thở ra bằng mũi đúng không? Thì em làm sao cho anh là em hít hơi vô bằng miệng, xong em úp mặt xuống, em đếm 1, 2, 3, đó là 3 động tác chân của em, hiểu không? Rồi bắt đầu em thở ra bằng mũi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập lại nè. Hai em nè, hít hơi vô bằng miệng nè, úp mặt xuống nè, nổi người lên nè, khép sát chân lại nè. Rồi làm động tác 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào tiếp. Đúng rồi. Rồi hít hơi vô bằng miệng tiếp, úp mặt xuống, nổi người lên, đếm 1, 2, 3 là động tác chân 3 cái đó. Rồi đúng rồi, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Đúng rồi, mấy em làm đúng lắm. Hít hơi vô bằng miệng, úp mặt xuống, đếm chân 1, cái chân gập chân lại. Rồi 2 là chân sau, đưa gót chân qua hai bên. 3 là đạp chân ra, rồi thở nước ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào tiếp. Đúng rồi, bạn Linh làm rất tốt nha. Rồi bây giờ các em sẽ tập thở nước kết hợp với tay của mình nha. Hít hơi vô bằng miệng đi mấy em. Rồi úp mặt xuống nước, thẳng tay ra phía trước. Nín thở đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, mắt nhìn theo bàn tay, ngẩng mặt lên, kéo tay qua hai bên, hít hơi vào bằng miệng. Đây là ngày đầu tiên tôi dạy bơi cho hai bé Ngân Linh. Cả hai em đều giỏi và tiếp thu rất tốt. Anh tin chắc rằng dạy bơi cho các em thêm 2 lần nữa là sẽ biết bơi giỏi như rái cá luôn. Thế nên cố gắng tập luyện cho kết hợp tay chân thở đúng cách nha các em. Còn các bạn xem video nhớ học thuộc lòng câu này sẽ mau biết bơi nha. Hít hơi vào bằng miệng, nín thở lại, làm động tác chân 1, 2, 3, thở hơi ra bằng mũi, kéo tay, ngóc đầu lên, hít hơi vào bằng miệng. Sẽ tập thử bơi kết hợp những cái gì mà tôi nói với bạn nãy giờ, là bạn hít hơi vô bằng miệng cho người bạn nổi lên, xong rồi bạn làm động tác chân, rồi gập chân lại 1, đưa gót chân qua hai bên 2, đạp nước ra hình chữ V 3, khép sát chân về, xong rồi thở ra hơi ra bằng mũi, kéo tay giống như anh Tiêu chỉ, ngẩng mặt lên, hít hơi vào, hiểu không? Làm thử đi.